Nations League, Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho EURO 2020. Thể thao văn hóa, Việt Nam, 3 năm sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha mới lại được hưởng vinh quang với chức vô địch Nations League mùa đầu tiên. Đó có phải tín hiệu cho thấy Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã sẵn sàng cho EURO 2020? Cách đây 15 năm, Cristiano Ronaldo lần đầu tham dự một giải đấu lớn, đó là EURO 2004 trên sân nhà. Hiện tại trong khi CR7 vẫn tiếp tục chinh chiến, Bồ Đào Nha liên tục sản sinh ra những thế hệ khác nhau. Thế hệ cầu thủ tham dự Nations League, một giải đấu nữa trên sân nhà, được đánh giá còn tốt hơn cả những người nằm trong thế hệ vàng cách đây gần hai thập kỷ. Bernardo Silva, tương lai tươi sáng sau Nations League ảnh hưởng của Ronaldo vẫn còn đó ngoài CR7. Đội hình Bồ Đào Nha còn hai gương mặt kỳ cựu khác là Jose Fonte và PP. Họ là những nhân chứng về sự đột phá thế hệ cầu thủ của bóng đá Bồ Đào Nha. Chỉ trong vòng 3 năm, Bóng đá Bồ Đào Nha giành hai danh hiệu ở cấp độ đội tuyển. Tất nhiên, Nations League không thể sánh với EURO hay World Cup về danh tiếng, nhưng chiến thắng ở bất cứ giải đấu nào đều rất quan trọng. Trong tay huấn luyện viên Fernando Santos không thiếu nhân sự để có thể sử dụng theo từng hệ thống chiến thuật phù hợp, từ phòng ngự phản công cho đến chủ động áp đảo đối thủ, tùy theo diễn biến trận đấu. Không quá bất ngờ khi Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho EURO 2020 vào mùa hè năm sau, dù giải đấu này vẫn đang ở những trận đấu vòng loại. Điều may mắn là khi Bồ Đào Nha trở lại vòng loại EURO 2020 vào tháng 9 tới, Cristiano Ronaldo có thể sẵn sàng tham gia. Anh vắng mặt trong hai lượt trận đầu tiên hồi tháng 3 vừa rồi, và Bồ Đào Nha cảm nhận rõ cuộc sống không Ronaldo thật chẳng dễ chịu gì. Họ chỉ giành được 2 điểm sau hai trận, một phần vì thiếu vắng chân sút tốt nhất trong đội hình. So với cách đây 2 năm, đội tuyển Bồ Đào Nha bây giờ không còn là của riêng CR7 nữa. Mặt khác, sự hiện diện của Ronaldo vẫn đem đến những khác biệt rõ ràng. CR7 không hề lười biếng hay vô dụng dù đã bước sang tuổi 34 anh vẫn sẵn sàng áp sát đối thủ, lui về phòng ngự như bất cứ cầu thủ nào khác trong đội hình. Chỉ chừng đó thôi, CR7 đã gây ra nỗi sợ hãi cho các hàng thủ đối phương. Trong bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Nations League, Ronaldo chủ động giạt cánh, tạo ra khoảng trống để Goncalo Gerdes xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thành bàn. Sau một tình huống phối hợp ăn ý với Bernardo Silva, tiền vệ thuộc biên chế Man City này là cái tên có khả năng tiệm cận với vị thế của CR7 rõ ràng nhất. Đội hình có chiều sâu và hứa hẹn. THETHAOVADHOVN, 3 năm sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha mới lại được hưởng vinh quang với chức vô địch Nations League mùa đầu tiên. Đó có phải tín hiệu cho thấy Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã sẵn sàng cho EURO 2020? Cách đây 15 năm, Cristiano Ronaldo lần đầu tham dự một giải đấu lớn, đó là EURO 2004 trên sân nhà. Hiện tại, trong khi CR7 vẫn tiếp tục chinh chiến Bồ Đào Nha liên tục sản sinh ra những thế hệ khác nhau. Thế hệ cầu thủ tham dự Nations League, một giải đấu nữa trên sân nhà, được đánh giá còn tốt hơn cả những người nằm trong thế hệ vàng cách đây gần hai thập kỷ. Bernardo Silva, tương lai tươi sáng sau Nations League ảnh hưởng của Ronaldo vẫn còn đó ngoài CR7. Đội hình Bồ Đào Nha còn hai gương mặt kỳ cựu khác là Jose Fonte và PP. Họ là những nhân chứng về sự đột phá thế hệ cầu thủ của bóng đá Bồ Đào Nha. Chỉ trong vòng 3 năm, bóng đá Bồ Đào Nha giành hai danh hiệu ở cấp độ đội tuyển. Tất nhiên, Nations League không thể sánh với EURO hay World Cup về danh tiếng, nhưng chiến thắng ở bất cứ giải đấu nào đều rất quan trọng. Trong tay huấn luyện viên Fernando Santos không thiếu nhân sự để có thể sử dụng theo từng hệ thống chiến thuật phù hợp, từ phòng ngự phản công cho đến chủ động áp đảo đối thủ. Tùy theo diễn biến trận đấu, không quá bất ngờ khi Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho EURO 2020 vào mùa hè năm sau, dù giải đấu này vẫn đang ở những trận đấu vòng loại. Điều may mắn là khi Bồ Đào Nha trở lại vòng loại EURO 2020 vào tháng 9 tới, Cristiano Ronaldo có thể sẵn sàng tham gia. Anh vắng mặt trong hai lượt trận đầu tiên hồi tháng 3 vừa rồi và Bồ Đào Nha cảm nhận rõ cuộc sống không Ronaldo thật chẳng dễ chịu gì. Họ chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận, một phần vì thiếu vắng chân sút tốt nhất trong đội hình. So với cách đây 2 năm, đội tuyển Bồ Đào Nha bây giờ không còn là của riêng CR7 nữa. Mặt khác, sự hiện diện của Ronaldo vẫn đem đến những khác biệt rõ ràng. CR7 không hề lười biếng hay vô dụng dù đã bước sang tuổi 34 anh vẫn sẵn sàng áp sát đối thủ, lui về phòng ngự như bất cứ cầu thủ nào khác trong đội hình. Chỉ chừng đó thôi, CR7 đã gây ra nỗi sợ hãi cho các hàng thủ đối phương. Trong bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Nations League, Ronaldo chủ động giạt cánh, tạo ra khoảng trống để Goncalo Gerdes xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thành bàn. Sau một tình huống phối hợp ăn ý với Bernardo Silva, tiền vệ thuộc biên chế Man City này là cái tên có khả năng tiệm cận với vị thế của CR7 rõ ràng nhất đội hình có chiều sâu và hứa hẹn